Minasan konnichiwa, Dũng Odino Hiền desu. Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong video clip đọc báo lần này. Và vẫn như thường lệ thì chúng ta vẫn sẽ tìm hiểu một số những cái mẩu tin ngắn về thông tin văn hóa xã hội của Nhật. Ok, vậy thì chúng ta hãy chờ xem hôm nay sẽ là bản tin gì nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta cũng sẽ như thường lệ đọc qua một lượt bài báo này. Kōen de kodomo ga asobu dougu. Kiken nano ni 1万 台がそのまま。国や県などの公園では、子供が遊ぶブランコなどの道具を1年に1回、安全かどうかチェックしなければなりません。NHK は9月と10月、安全のチェックについて、大きな市や東京都の区に質問しました。95のうち67の市や区が規則の通りチェックしたと答えました。9万台ぐらいある遊び道具のうち、とても危険で事故の原因になりそうな道具が 15,300 台ぐらいあることが分かりました。その中の1万台ぐらいは今もそのまま使っています。NHK が調べると、公園の遊び道具での大きな事故は今年3月までの12年間に133件あったことが分かりました。1人が亡くなって76人が大きな怪我をしていました。遊び道具の事故をなくす活動をしている団体は、県や市などはチェックの結果を知らせて、危険な道具をどうするか、みんなと話し合うことが必要です、と話しています。Ok, quay trở lại bài, chúng ta sẽ cùng nhau đọc và dịch từng câu một nhé. Trước tiên sẽ là phần tiêu đề. Tiêu đề của bài ngày hôm nay sẽ là Koen de kodomo ga asobu dougu kiken nano ni 1万 台 ga sono mama. Chúng ta có từ dougu là những cái dụng cụ, đúng không? Asobu dougu sẽ là những cái dụng cụ, những cái thiết bị chơi nhá. Koen de kodomo ga asobu dougu chính là những cái dụng cụ thiết bị chơi của trẻ con ở ngoài công viên, đúng nhỉ? Tiếp theo từ kiken sẽ là nguy hiểm, đúng không? Nguy hiểm nano ni, vậy mà này. Nó nguy hiểm như thế, vậy mà có đến tận 1万 台 là 10.000 cái dụng cụ, cái thiết bị đó, đúng không? Vẫn còn gì đây? Sonomama, để nguyên, giữ nguyên. Vẫn chưa được xử lý, đúng không? Ok, vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái bài này cụ thể như nào nhé. Kuni ya ken nado no koen de wa kodomo ga asobu buranko nado no dougu o 1年に1回 anzen ka douka check shinakereba narimasen. Ok. Ở đây chúng ta xem một vài những cái mẫu câu ở đây nhé. Có ichinen ni ikkai là một năm một lần này. Tiếp theo kadoka là gì nhỉ mọi người nhỉ? Kadoka sẽ là gì? Có gì đó hay không, đúng không? Tiếp theo venakereba narimasen. Ở đây là mẫu câu của N5, đúng không? Là phải làm gì đó. Còn về mặt từ vựng thì chúng ta có những từ dougu chúng ta biết rồi này. Tiếp theo từ branco là cái xích đu nhé mọi người nhé. Xích đu. Đơn giản rồi đúng không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau dịch câu này này. Ở đây sẽ là một năm một lần. Người ta làm gì đấy? Người ta phải trích cự kiểm tra này. Quên mất từ này đúng không? Kiểm tra. Một năm một lần người ta phải kiểm tra, đúng không? Kiểm tra cái gì đấy? Những cái dụng cụ, thiết bị chơi trò chơi đúng không? Chẳng hạn như là những cái xích đu mà trẻ con hay chơi này. Ở đâu nhỉ? Ở những cái công viên trên toàn quốc hoặc là trong những cái tỉnh, thành phố, vân vân. Để xem là nó có anzen, có an toàn hay là không. Ok, tiếp theo nhá. NHK wa 9月と10月安全のチェックについて大きな市や東京都の区に質問しました. NHK chính là cái đài truyền hình nhá. Đài truyền hình NHK thì shitsumon là gì nhỉ mọi người nhỉ? Hỏi đúng không? Thì đã hỏi những ai đây? Yaya nồi đúng không? Đầu tiên là những cái thành phố lớn này, shi nhá, Okinashi thành phố này, và những cái ở đây là cư này, những cái quận của Tokyo. Chúng ta có thêm Nichite này, Nichite là về cái vấn đề, về một chủ đề gì đó. Thì đài truyền hình NHK vào tháng 9 và tháng 10 thì đã hỏi những cái quận ở Tokyo hoặc là những thành phố lớn về cái việc nhỉ, kiểm tra cái mức độ an toàn này. Ok. はい、次。95のうち67の市や区が規則の通りチェックしたと答えました。chúng ta có thêm ở đây có gì đây nhỉ? Tori, danh từ no, tori là theo như đúng không? Bài hôm trước có gặp cái này rồi nhỉ? Theo như, đúng như cái gì đó ở N4 có gặp đúng không? Thì ở đây sẽ là gì nhỉ?90 chị trong tổng số 95 là 95 cái gì đấy? 95 quận, thành phố đã được hỏi đến đúng không? Thì có 67 thành phố hay là quận này thì đã gì đấy? Kotaemashita. Kotaemashita là đã trả lời đúng không? Trả lời là gì nhỉ? Họ đã check, đã kiểm tra theo đúng như những gì mà quy tắc quy định đã đưa ra, đã đặt ra. OK, 次。9万台ぐらいある遊び道具のうち、とっても危険で事故の原因になりそうな道具が15,300 台ぐらいあることが分かりました。OK? Chúng ta vẫn có gì đây nhỉ? Koto ga wakarimashita, tức là mình biết được một cái việc gì đó, đúng không? Biết được cả cụm đằng trước. Đấy nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ xem ở cái vế đằng trước là gì nhá. Chúng ta xem trước từ vựng này có từ kiken. Kiken là gì nhỉ mọi người nhỉ? Nguy hiểm đúng không? OK, chính xác. Tiếp theo là jiko là những cái tai nạn. Được chưa nhỉ? Genin từ này cũng rất là quen thuộc thì là nguyên nhân đúng không? Ngoài ra thì còn có ngữ pháp thì gurai thì rất là đơn giản. Ở trong cái câu này gurai sẽ chỉ đóng vai trò là khoảng bao nhiêu đấy, con số thôi đúng không? Ngoài ra thì có đế này, đế ở đây thì sẽ làm gì nhỉ? Làm nhiệm vụ nối câu, dịch là và là được nhé mọi người nhé. Và này. Ngoài ra nariso, mọi người còn nhớ mẫu câu so desu không nhỉ? Ở N4 đúng không? Động từ bỏ mát sự đi cộng với so sẽ là trông có vẻ. Nhìn cái gì đó và chúng ta đưa ra cái phán đoán của mình có vẻ là như vậy. Được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta sẽ dịch câu này nhá. Họ biết được cái việc rằng thì là đầu tiên rồi nhỉ? 9万台ぐらいある遊び道具のうち, tức là trong tổng số 9万台. 9万 thì là 90.000 đúng không? Đai thì là gì nhỉ mọi người nhỉ? Đai chính là cái số đếm đúng không? Cái số đếm của những cái thiết bị, những cái dụng cụ máy móc. Thì sẽ là gì nhỉ? Trong tổng số 90.000 thiết bị chơi trò chơi này, đúng không? Thì như thế nào? Thì những cái đô gự, những cái dụng cụ này, đầu tiên là rất là nguy hiểm, tottemoki ken, đúng không? Thứ hai là gì đấy? Có vẻ là sẽ trở thành cái nguyên nhân của cái vụ tai nạn ấy. Thì có đến bao nhiêu nhỉ? 1.5.300, tức là 15.300 thiết bị. Mình dịch lại câu này cho nó trọn vẹn nhé. Tức là người ta biết thêm được một việc rằng vì là gì nhỉ? Trong tổng số 90.000 cái thiết bị chơi trò chơi ấy, thì những cái thiết bị mà nguy hiểm và có thể là trở thành cái nguyên nhân của những cái vụ tai nạn thì có đến 15.300 thiết bị. OK? Hai, 次. その中の1万台ぐらいは今もそのまま使っています. Tức là có khoảng 10.000 cái thiết bị trong đó. Đúng không? Nhỉ? Imamo thì là đến bây giờ vẫn. Vẫn như nào? Sonomama. Sonomama là để nguyên, giữ nguyên, vẫn để nguyên đó. Đúng không? Vẫn để nguyên làm gì đấy? Katemasu tức là để sử dụng. Đúng không? Sẽ có 10.000 cái thiết bị trong đó bây giờ, đến tận bây giờ vẫn để nguyên đó để sử dụng, mặc dù là nguy hiểm. Đúng không? Chị NHK ga shiraberu to koen no asobi dougu de no ookina jikou wa kotoshi 3月までの12年間に133件あったことが分かりました. Vẫn là dạng koto ga wakarimashita đúng không? Tức là họ biết thêm được việc gì đó. Ở đây là gì nhỉ? Cái đài truyền hình NHK thì có shiraberu này là tìm hiểu, điều tra đúng không? Thì họ có điều tra thì họ biết được rằng, biết được là gì đấy? Ở đây chúng ta có chủ ngữ là từ hóa ngược lại đúng không? Thì chính là những cái vụ tai nạn này. Oki là lớn, nghiêm trọng đúng không? Những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra do, đế ở đây chính là nói về nguyên nhân nhé mọi người nhé, xảy ra do những cái thiết bị chơi trò chơi ở công viên ấy. Thì trong tổng số 12 năm đúng không? Tính cho đến tháng 3 năm nay thì có đến 133 vụ. OK chưa nhỉ? Hãy chúng ta đi tiếp nhé. Đoạn cuối cùng này. Hitori ga nakunatte 76人が大きな怪我をしていました. Từ này là nakunaru này, nakunatte là mất, chết các mọi người nhé, chữ vong đúng không? Con số cụ thể sẽ là có 1 người chết và có đến 76 người thì bị thương nặng. Okina keiga, bị thương nặng nhé. Hai, câu cuối cùng. Asobi dougu no jikou o nakusu katsudou o shiteiru dantai wa ken ya shi nado wa checku no kekka o shirazete kiken na dougu o dou suru ka minna to hanashiau koto ga hitsuyou desu to hanashite imasu. Đúng không? Chủ ngữ ở đây này. Cái cụm đằng trước chính là chủ ngữ đúng không? Chúng ta có từ dantai là những cái đoàn thể, những cái tổ chức. Tiếp theo từ katsudo sẽ là hoạt động này. Ngoài ra không có gì đúng không? Kết quả là gì mọi người nhỉ? Kết quả thì là kết quả đúng không? Kỳ kênh mà chúng ta biết rồi là nguy hiểm này. Ngoài ra có từ hijio thì là cần thiết. Đó là một số từ vựng đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ dịch câu này này. Chủ ngữ là những cái tổ chức đang có những cái hoạt động làm gì nhỉ? Nhằm loại bỏ những cái vụ tai nạn xảy ra do những cái thiết bị chơi trò chơi đó ấy. Thì nói rằng thì là tốt hanashiteimasu, nói rằng thì là đúng không? Cái cụm ở trong này thì sẽ là điều họ nói này. Nói gì nhỉ? Kenshi nado thì chính là cái chủ ngữ ở trong ngoặc của cái câu ở trong ngoặc nhá. Những cái tỉnh, thành phố vân vân này thì cần thiết phải làm gì? Phải làm hai việc chia ở đây đúng không? Đầu tiên là thông báo đúng không? Về cái kết quả kiểm tra này. Minna to hanashiau. Quên mất từ này, hanashiau là trao đổi này. Trao đổi, bàn bạc với nhau nhá. Tức là mọi người cần phải trao đổi, cần phải bàn bạc với nhau để xem là đối xử cả làm như thế nào với những cái thiết bị nguy hiểm. Được chưa? Mình dịch lại câu này trọn vẹn nhé. Những cái tổ chức đang hoạt động nhằm loại bỏ những cái vụ tai nạn nghiêm trọng gây ra do những cái thiết bị chơi trò chơi đúng không? Thì đã nói là gì nhỉ? Các tỉnh, thành phố thì cần thiết đầu tiên là thông báo về kết quả kiểm tra này. Thứ hai là mọi người cần phải nói chuyện, cần phải trao đổi với nhau để xem là xử trí như thế nào đối với những cái thiết bị chơi trò chơi nguy hiểm này. Hay, ok, chúng ta đã giải quyết xong cái bài báo này rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ quay lại ôn lại một số những cái từ vựng và ngữ pháp đã xuất hiện trong bài báo này nhé. Đầu tiên vẫn như thường lệ sẽ là phần từ vựng. Từ vựng đầu tiên mà mình muốn các bạn nhớ đó là từ dogu. Dogu là dụng cụ này. Asobu dogu đúng không? Câu số 2 là shitsumon là câu hỏi này. Shitsumon suru là mình đặt câu hỏi nhé. Số 3 là kisoku là quy tắc, quy định này. Bằng với nó còn có một từ rất là hay sử dụng, rudu. Nhớ luôn cả cặp này nhé, hai từ này bằng nhau, rudu và kisoku dính nhau này. Số 4 là kiken là nguy hiểm này. Số 5 genin là nguyên nhân và cuối cùng số 6 là kekka là kết quả. Ok. Sau đây sẽ là phần ngữ pháp. Ngữ pháp ngày hôm nay có một số mẫu câu ngữ pháp cần phải chú ý như sau. Số 1 chính là mẫu câu động từ bỏ mát sự đi cộng với so des. Ngoài ra thì vẫn có thể là tính từ y bỏ y cộng với so des và những cái dạng khác vẫn có nhé. Ở đây mình chỉ ghi cái kết hợp tiêu biểu thôi. Là trông có vẻ, nhìn cái gì đó và phán đoán. Trông có vẻ như nào đấy đúng không? Oishiso chẳng hạn. Cái từ này các bạn rất là hay dùng đúng không? Câu số 2 chính là kadoka. Thực ra đây là vế đựng kadoka nhé. Nó còn có nhiều cách kết hợp khác chứ không chỉ riêng động từ. Ở đây sẽ là có gì đó hay là không, có về hay là không. Như vừa nãy thì là anzen kadoka sẽ là có an toàn hay là không đúng không? Ok, sambang nitsuite thì cái này chỉ có một kết hợp thôi. Danh từ nitsuite là về một vấn đề, về một chủ đề gì đó nhé. Số 4 là danh từ nomama, để danh từ thôi nhưng thực chất ra vẫn còn có veta và trường hợp ngoại lệ vẫn còn có tính từ đuôi y và tính từ đuôi na vẫn có thể kết hợp được nhé. Là để nguyên, giữ nguyên một trạng thái nào đó, vẫn cứ mãi để như vậy. Ok. Số 5 cuối cùng là nồ nhí, để như thế này bởi vì là nó có thể kết hợp được với tất cả các thể thường. Ngoài ra thì tính từ đuôi na và danh từ thì sẽ để thêm na nồ nhí. Được chưa? Sẽ là vậy mà, thế mà. Ok. Hay, vậy là chúng ta đã hoàn thành bài báo ngày hôm nay rồi đúng không? Các bạn nhớ ôn lại một số từ vựng và ngữ pháp đã xuất hiện trong bài ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Bye bye.